bà. Đây có bà cụ này Hà Nội, bà lên đây, bà bước lên trên cao này, bà Hà Nội, bà bước lên, tôi liền bước cả Hà Nội, rồi bà bước lên, bước lên, bước lên. Rồi bà từ Hà Nội đến mặc áo dài truyền thống Việt Nam quá đẹp. Bà biết đến lòng thương chú như thế nào mà bà lặn lội từ Hà Nội đến đây, bà chia sẻ cho mọi người. Dạ con rất ao được đến với làm công tác của Chúa, nhưng mà từ ngày như thế là tổ hội chúng con là tổ chức đi thì con cũng yếu thế, rồi con đã có lòng tin của Chúa, con quyết tâm con đi vào đây với Chúa và với cha với mẹ đồng đội ở trong này để con đi ạ. Từ miền Bắc của đây là mấy ngày mấy đêm và bao nhiêu rồi bà đến đây, bà có mệt không? Với 75 tuổi của bà thì bắt vào tới gia đình kim mừng này 65 86 tuổi. Dạ cha, như thế là con đi cả một nhà 6:30 sáng hôm qua thì 8:30 hôm nay tới đây ạ. Thì chiều hôm nay là con về đây, con được lễ để cha đến cho con. Thì con đã có Chúa, con tin tưởng vào Chúa hết đã tất cả, nhưng sức khỏe của con rất là khỏe. Vâng, tâm tạch cho bà cụ 86 tuổi, một cái máy 507 là lòng thương cho Chúa, là món quà của lòng thương cho Chúa trao cho bà nhé. Con này tạ ơn cha. Em xin là con tạ ơn Chúa và lúc mẹ con đã đưa xe và cha đã làm ơn cho con, thì con xin là thiên thiên một người 86 tuổi mà từ miền Bắc lặn lội cả 24 tiếng đồng hồ đến đây và nói rằng là con có Chúa còn khỏe lắm, con có Chúa còn khỏe lắm. Cái khỏe đây ngoài khỏe thân xác còn khỏe về tinh thần, có Chúa còn khỏe lắm. Giống như là người phụ nữ mà bị bệnh hoại huyết 18 năm, bà cũng mong được đụng chạm tiếp xúc với Chúa. Người ta yêu nhau, người ta muốn đụng chạm, người ta muốn tiếp xúc, người ta tin nhau, người ta muốn gần gũi với nhau. Thì cái người đàn bà ấy lặn lội ở đâu đó không biết, mà đến với Chúa Giêsu chỉ không dám lại gần Chúa, chỉ đến mà sờ vào gấu áo của Chúa. Và khi bà sờ vào gấu áo của Chúa với một cái niềm tin rằng là tôi chỉ cần sờ vào gấu áo của Ngài thì tôi cũng sẽ được chữa lành. Chỉ cần sờ vào gấu áo của Ngài thì tôi cũng sẽ được chữa lành. Có thể chúng ta ngày hôm nay lý trí nhiều, suy luận nhiều sẽ bảo rằng ôi mê tín, lúc nào cũng thích sờ xịt, rồi lúc nào cũng thích khấn cầu. Thưa anh chị em, có tật thì bái kính phương chứ. 18 năm trời nay quay chữa cho bà hay không? 18 năm trời nay quay quan tâm đến bà hay không? 18 năm trời nay quay thương xót bà hay không? Có một đấng thương xót bà, có một đấng đầy quyền năng và dồi lòng thương xót mà bà ấy tin rằng là tôi chỉ cần đúc vào gấu áo thôi, đúc vào gấu áo này thôi này là tôi được chữa lành rồi. Ai trong chúng ta dám tin như vậy? Chúng ta sẽ cười khỉ, giống như là những người nhà của ông bố mà có đứa con nó bị chết. Khi Đức Giêsu bảo rằng nó không chết đâu, nó ngủ đó, thì người ta nhạo cười Chúa. Chúa mà người ta cũng còn nhạo cười thì huống hồ chúng ta ngày hôm nay mình đến với lòng thương xót Chúa, mình cầu khẩn lòng thương xót Chúa, mình xin Chúa chữa lành, mình xin Chúa ban ơn hoán cải, mình xin Chúa ban ơn bình an, người ta cũng sẽ nhạo cười chúng ta là ôi 86 tuổi nhưng mà còn lặn lội đến đây, bà với bạn tin nhạc tin ý. Người ta bảo bà là mê tín 86 tuổi còn vớ vẩn đến đây, bà nói sao? Con à, còn chỉ quyết tâm con đến với Chúa nhỉ. Con đã có Chúa, con chẳng sợ gì cả, thì đã có Chúa trong khỏi con. Đấy có một sự quyết tâm, con quyết tâm con đến với Chúa, có Chúa ở trong con chẳng sợ gì. Mặc ai nói nhạc, nói nghiêng, mặc ai muốn nhạc, muốn cười, muốn chê. Khi Giêsu bảo với thánh nữ Faustina, kệ người ta, cứ để cho người ta bình phẩm, cứ để cho người ta phê bình, cứ để cho người ta sầm xì bàn tán, con đừng bận tâm gì cả. Cho nên Chúa xua đuổi, Chúa xua những người mà cười nhạo ra ngoài, vì họ không xứng đáng để
được đón nhận ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa, họ không xứng đáng được chứng kiến những dấu lạ, những điều thiên Chúa làm. Ơn Chúa ban là ơn trọng, lòng thương xót của Chúa là món quà tuyệt vời vô cùng. Chỉ những người mà khao khát thì mới đón nhận được mà thôi. Chỉ những người mà mong mỏi từ mãi miền Bắc mà lặn lội vào đây dù là 86 tuổi thì chính bà này bà mới xác tín được một điều, đó là con chẳng sợ gì cả, có Chúa ở trong con chẳng sợ gì cả. Thưa anh chị em, có mấy người mà dám 86 tuổi mà nói được như vậy? Có khi ta mới 18 tuổi, ta 28 tuổi, ta 38 tuổi, ta 56 tuổi mà hơi người ta nói một tí là ta sợ, hơi một tí người ta nói một tí là ta rụt lại, hơi người ta nói một tí là ta bắt đầu ta hoang mang, ta bối rối, không dám đến với lòng thương xót của Chúa nữa. Bất chấp hết tất cả, cũng giống như người phụ nữ 18 năm bị bệnh hoạn huyết, bất chấp hết tất cả, có một thời người ta sẽ nhạo cười rằng cái con mẹ này có vớ vẩn mà đụng lên gớ báo của Chúa, có không? Có chứ. Đừng đi nhảm nhí mà đụng lên gáo của Chúa, mình cứ làm như là Chúa nói hơi về chữa lành cho mày lắm. Chúa đừng có rảnh đâu, Chúa đừng có biết mày là ai đâu, mình đụng vớ gớ báo của Chúa thì Chúa biết mày là ai nhưng mà Chúa chứ. Bài bất chấp hết tất cả, lòng tin của bài, tình yêu của bài dẫn bài đến, dẫn bài đến và bài đốt tràn vào đôi áo của Chúa. Chúa có bỏ rơi bài không? Chúa có thể chữa được ngay chưa? Được chứ, nhưng mà Chúa không muốn là chữa bài như một kẻ vô danh. Nhưng mà Chúa quay lại nói với bài rằng là hãy vững tin, đừng sợ, lòng tin của con đã cứu chữa con. Tình yêu phải có một cái sự tiếp xúc, tình yêu phải có một sự dẫn thân, tình yêu phải có sự hiện diện với nhau. Như là bài đọc 1, Hosea nói rằng ta đưa ngươi vào nơi thanh vắng, ta đính hôn với ngươi đến muôn đời, ta đính hôn với ngươi trong tình yêu và lòng thương xót, ta đính hôn với ngươi trong chính trực và công bằng, ta đính hôn với ngươi đến muôn đời. Thì tình yêu ấy của Thiên Chúa dành cho người phụ nữ mà bị 18 năm bị đuổi ngoài hết đấy, Chúa không có bỏ, Chúa không có làm lơ, Chúa không cũng phải là ban tặng cho bà đi cho nó khỏi phiền. Rồi sự nguyện tạo thiêu gì và đi phân gì? Không, Chúa vẫn đang đáp ban rồi, mà còn có một cái sự tiếp xúc. Tình yêu là yêu nhau không phải chỉ nhìn nhau, không phải cầm tay nhau, có khi cầm tay nhau mà chưa chắc đã yêu nhau, có khi nhìn nhau mà chưa chắc đã yêu nhau, có khi ở bên nhau mà chưa chắc đã yêu nhau. Vì cái điều quan trọng là phải có tấm lòng. Nếu tôi có tấm lòng, nếu tôi yêu thương người ấy, dù là đàn đông hay đàn tây, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây thì vẫn cứ yêu nhau được. Còn nếu mà tôi không có tình yêu thì cho dẫu tôi và bà có ở sát bên nhau cũng chỉ là hai hòn sỏi nằm kề bên nhau mà không hề có một cái xúc cảm, không hề có một cái rung động, không hề có một cái gì cả. Mà nếu mà tôi yêu một cái người ở mãi đâu đấy, xa lắc xa lơ, ở bên Mỹ, bên Tây gì cả, nếu mà yêu thật thì tôi thầm mong tôi chợt nhớ thao thức đêm này không biết là bao. Thao thức như lắm, mong lắm. Để làm sao mà được gặp em, để mà sao chưa thấy hồi âm. Cứ gửi đi mấy lần đợi hồi âm không thấy. Anh không biết rằng đây thầm nhớ mong đêm ngày chờ ô thương bắt đầu. Yêu nhau là mình muốn gần nhau, và khi mình yêu nhau như vậy rồi thì có sự tiếp xúc, có sự đụng chạm. Và chính vì Chúa cũng muốn chúng ta tiếp xúc với Ngài, đụng chạm với Ngài, vì khi Chúa đã bỏ trời cao, mặc lấy thân phận của con người, mặc lấy thân xác của con người để ta có thể tiếp xúc, để ta có thể đụng chạm. Ngay cả khi mà Đức Giêsu đã sống lại rồi thì mặc dù không còn là thân xác như ngày xưa nữa, bây giờ là Chúa đã sống lại rồi, vậy mà vẫn còn này con có gì ăn không, này các chú có gì ăn không, và này nướng cá đưa cho các ông ăn thưa mà. Thấy không, ta thấy một Thiên Chúa gần gũi không, ta thấy một lòng thương xót của Chúa là như thế không. Cho nên treo ra đài lòng thương xót Chúa, thấy Đức Giêsu đứng chờ tôi giữa trời mưa nắng này, cũng vẫn cứ đứng, vẫn cứ đợi, vẫn cứ chờ. Và anh xem đến bước lên cây nến và khấn hứa với Ngài, anh xem đến đưa tay đụng chạm vào gấu áo của Ngài, đưa tay đụng chạm vào gót chân của Ngài, đưa tay đụng chạm vào thân áo của Ngài và anh xem cầu nguyện. Lòng tin của anh xem cứ làm ai biết được, ai biết được, người ta cười ư, người ta chê ư, người ta nhạo ư, anh xem có dám làm hay không? Dám làm thì Chúa dám chứa, không dám làm
Chúa bảo lòng tin của con không có những gì chứ. Mà lòng tin ấy phải biết thành hành động, biết thành cụ thể. Người đàn bà này đã lặn lội từ người bắt vô đây. Đấy lòng tin, đấy tình yêu đấy. Hallelujah, chúc bà đi về bình an. Tạ ơn cha, tạ ơn cha. Còn người phụ nữ áo dài này, bao nhiêu người ta bị 18 năm còn chị bị